đạo Phật, đi vào con đường khoa học. Khi một người sống nói điều này thế kia hoặc đang ngồi đây đều có từ trường phóng ra. Từ trường đâu phải là linh hồn. Một danh từ từ trường thì đó là danh từ của khoa học. Chúng ta thầy đem một cái ví dụ, một thanh nam châm và một thanh sắt, thì chúng ta sẽ thấy nam châm nó sẽ hút cái thanh sắt. Cái từ trường mà hút thanh sắt đó là từ trường. Chúng ta vô hình nhìn không thấy, nhưng mà có cái lực hút rất mạnh. Thầy nói những cái cần cẩu người ta dùng nam châm điện, thì người ta móc một cái tỉa hàn rất lớn, thì người ta chỉ cần cho một dòng điện vào một cái thanh sắt, nó trở thành cái nam châm điện. Một tỉa hàn rất lớn nó sẽ hút rất là chặt. Do đó cái cần cẩu đó mới từ ở dưới xe tải, nó mới lôi tỉa hàn đó lên cao và để vào tàu, hoặc từ dưới tàu biển nó lôi cái tỉa hàn nó để lên xe tải, rồi từ đó xe tải chở đi. Chứ không ai vác một cái tỉa hàn như cả một cái xe hơi hoặc là cả một cái vật gì trong đó rất nặng. Chỉ có nam châm điện, tức là có nam châm điện nó làm việc đó được. Vậy thì cái sức hút, cái sức hút đó là cái từ trường. Những từ trường đó rất mạnh chứ đâu phải yếu. Chúng ta ngồi đây, chúng ta nói một lần nói, chúng ta tức giận, chúng ta la một tiếng, chúng ta đưa tay đánh người, thì những cái hành động đó đều phóng xuất ra từ trường. Đó, cho nên chúng ta nên nhớ rằng xung quanh chúng ta toàn là từ trường. Vì vậy mà khéo léo những từ trường đó, một cơn sân chúng ta phóng xuất ra từ trường, từ trường đó tương ưng để sanh làm một con người, một con vật hung dữ, chúng ta vẫn còn sống, vẫn có sự tái sanh. Một cái cây xoài ra trái, mà nó đâu những ra trái có một trái đâu. Một con người là một cây xoài nhân mà, thì nó phải ra quả chứ sao. Hằng ngày chúng ta giận bao nhiêu là nó ra bao nhiêu quả sanh. Hằng ngày chúng ta phiền não bao nhiêu là nó sanh ra bao nhiêu quả phiền não. Chứ đâu phải là đợi chúng ta chết rồi mới đi sanh sao. Quý vị nói nhân quả thì nhìn cây xài có phải là nhân quả không? Cây xài còn sống mà bao nhiêu hạt già lên biết bao nhiêu cây, thì chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn sanh ra biết bao nhiêu người. Do hành động thiện thì sanh những người lành, mà hành động ác thì sanh ra những người dữ. Và nếu ác hơn nữa và ác độc hơn nữa, thì những cái từ trường của chúng ta sanh ra những cái loại vật khác. Cầm dao cắt cổ con gà, tưởng là cái hành động cầm dao cắt cổ gà là xong sao? Là để chờ chúng ta trả cái quả đau từng cổ sao? Không. Hành động cầm dao cắt cổ gà, con gà vừa chết thì hành động chúng ta cũng tái sanh làm một con gà. Do ai mới có con gà bị cắt cổ hôm nay? Do chúng ta. Cho nên nhân quả mà, để rồi con gà đó phải chịu người ta cắt cổ lại. Cái hành động ác của chúng ta thì trở thành một con gà để người khác cắt cổ lại. Mỗi lần một con vật bị cắt cổ thì có đau đớn không quý vị? Đau đớn lắm. Cho nên hôm nay nói về nhân quả thì chúng ta sẽ hiểu về nhân quả rất rõ ràng, để chúng ta học theo Phật giáo, sống trong năm điều lành, tức là năm giới của đạo.